Cũng trong khuôn khổ chuyến tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tại Trung Quốc, chiều tối ngày 3 tháng 9, Chủ tịch nước Trần Tấn Sang đã đến thăm các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh. Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh trong thời gian qua. Chủ tịch nước đề nghị cán bộ nhân viên Đại sứ quán trong thời gian tới tích cực hiện thực hóa những cam kết thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, tiếp tục tăng cường thúc đẩy các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao, tạo thuận lợi cho hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, từng bước cân bằng cán cân thương mại, làm tốt công tác bảo vệ công dân, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.